Hey, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Nero. Hôm nay mình sẽ unbox một cái con Gundam đến từ hãng Mighty Anycore. Con này là Mass 20, có tên là Perano. Rất gì đấy. Con này xuất hiện trong Gundam Stark Memory. Đây là một dạng thiết kế lại của con trong đó. Mình sẽ unbox con này nhé. Lúc mà mình mua về á, mấy thằng hải quan chả biết sao thì nó mở cái seal này ra cũng được mà, mắc gì nó phải rạch cái bóc của mình. Cũng hên cho nó, đó là Gundam thì trước sau thì mình cũng gáp, cho nên là cái bóc coi như là nó cũng không có gì gọi là sao đó, có thế nào nhỉ. Thôi mà bỏ đi, chúng ta sẽ unbox nhé. Nặng lắm các bạn, cực kỳ nặng. Đây là mặt sau của bóc, chúng ta sẽ có hình ảnh lúc hoàn thành, những các chi tiết của nó, bay, setup, chân cẳng rồi nè. Mở ra. Đấy, bên trong chúng ta sẽ có hai cái bóc nhỏ. Một cái là sheet A, một cái là sheet B. Và đây là cái trọng lượng của nó, số ký của nó. Đấy, kinh khủng chưa? Nặng 2,5 kg cho một set. Và tỷ lệ của chúng ta là 1/72. Chúng ta sẽ mở cái bóc A trước của chúng ta. Cái siêu qua làm rất là dài nha, làm chi cho dài không biết. Tiêu. Đấy. Rồi, cắt luôn. Không sao nè. Hợp thôi. Đây, chúng ta sẽ có kit của chúng ta. Kit đây. Nhìn cũng không tới nỗi nào. Đấy. Khá là nhiều đúng không bạn. Đây, ở trong cái bóc A của chúng ta, chúng ta có một mớ đồ linh kiện về LED này, các chi tiết mà dùng để làm kim loại, các dùng là các chi tiết kim loại và LED, đóng rất là đẹp. Rồi đây là set B chúng ta, mình đã mở rồi cho nó dễ mở hơn. À, cũng đã bị rồi này. Đây, kit của chúng ta. Kit to của nó. Đây các bạn. Nhìn cũng khá là chắc chắn á, nhưng mà mình không biết thì khi mà cái tỷ lệ làm này nó như thế nào. Chúng ta có cái standby, cái bay của chúng ta đây, cực kỳ to, nó bằng luôn cả nguyên cái bóc này. Quyển bí kíp võ công chúng ta để làm con này. Chúng ta có gì đây? Một. Miếng kim loại, sticker kim loại. Không phải sticker kim loại, cái này là một giống như miếng kim loại mềm vậy. Chúng ta để dán. Đấy. Rất là đẹp nha. Hướng dẫn để lắp ráp khẩu súng.
led này, tất cả cái mọi thứ led nữa này, một đề canh nước, nhìn cái đề canh nước hay mắc mệt. Đây sách hướng dẫn của chúng ta đây, bí kíp được truyền lại. Chúng ta gồm có tổng cộng là 58 trang để lắp toàn bộ những con này, mà đủ hết tất cả mọi chi tiết từ hướng dẫn dây đi led cho đến cháu gấp chuyện chi tiết. Giờ mình nghe là con này nó có một cái gọi là hướng dẫn của nó bị sai, mình không biết như thế nào, nhưng mà mình sẽ ra lắp thử con này. Đây là cái trang về những cái kit mà mình có, chúng ta có khi mà mở con này ra. Đây là các dây. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình tới đây nha. Mình sẽ, một khi mình gáp xong con này, mình sẽ có cái bài review về con này.